À, xin chào tất cả các bạn thân mến nha. Hôm nay xà lan mình bơm cát ở chỗ mới, cho nên mình làm một cái clip review cho các bạn xem. Rất mong được sự ủng hộ của tất cả các bạn cùng nghề sông nước tàu thuyền cũng như ngoài nghề nha. Thì hiện tại anh cô bé đó các bạn đang móc cái đường để thoát nước. Rồi bây giờ anh ấy cũng đang đắp bờ bao lại và dùng cái gào nện xuống để cho bờ bao nó dẻ đắt xuống nước các bạn. Cây này là cây Hitachi 05. Nhìn rất là đẹp luôn các bạn. Sơn màu cam nè các bạn, nổi đẹp. Còn đây là cái khu mình bơm cát vào nè các bạn. Ở đây thì mình bơm làm cái thi hành án gì đó các bạn. Mình có hỏi thăm anh em chia sẻ như vậy đó. Nhìn cảnh xung quanh cũng đẹp lắm nè các bạn. Anh cô bé thì vẫn đang tích cực dùng tay gào để nện đất cho nó dễ xuống nè các bạn. Đây là cái đầu ống nhả cát ra nè các bạn. Cái đường ống này là 168 nha các bạn. Đường bơm thì cũng gần các bạn, khoảng 100 ngoài mét thôi. Máy bơm cát thì Mitsubishi 8 nha. Do đường gần anh em chạy ra cũng nhỏ các bạn. Thì bơm nãy giờ cũng mới nổi lên được một ít cát nè các bạn. Ở đây thì người ta đắp cái bờ bao bằng đất các bạn. Giờ dưới chân bờ bao thì người ta cũng có giọng cừ hết rồi các bạn, để tránh đi cái độ sạc của cái bờ bao các bạn. Anh cô bé thì tiếp tục móc đất ở cái đầu đằng bờ bao đằng này nè các bạn, để đưa cái đường ống thoát nước xuống các bạn. Cây cô bé 05 này thì Hitachi 05 này thì khá là đẹp các bạn. Anh ấy đang dùng cái tay gào để lùa cát, cái lùa đất.
ở đây là một cái đường ống thoát nước này các bạn. Cái ống này thì 90, ở đầu ống người ta có bịch nước cước lại đó các bạn. Thì ở phía trước anh cô Ba cũng đang bốc để lắp đặt cái đường ống y rang như vậy xuống đó các bạn. Tay anh ấy dài quá. Còn phần dưới này là cái bánh xích xe của cây cô Ve nè các bạn, cây Hitachi. Múc ở đây muốn lỡ luôn nè các bạn. À, hiện tại thì anh em đang vác ống lại để mà bỏ đường ống xuống này các bạn. Đầu ống thì đã được bịt nước cước lại đó các bạn. Đường ống này là lắp đặt đường ống thoát nước nha các bạn, để khi chúng ta bơm cát vào có nước á, nước sẽ thoát ra bằng những đường ống này nè. Thì ở đây anh em có chia sẻ là đặt khoảng 5 ống như thế vậy đó các bạn. Anh cô Ve đang dùng tay gào để mà lùa cát giả đắt vào nè các bạn, nếp lại cái ống.